Vợ chồng Mai Anh, Jacky cãi vã với người bán quán nước. Mai Anh cho biết cô và chồng, Jacky đỗ xe đúng nơi quy định và bị người bán quán nước to tiếng nên mới xảy ra cãi vã. Ngày 24 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vợ chồng, Jacky, Trương Hoàng Mai Anh cãi vã với một người bán nước ở khu vực Thả Diều gần cầu Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, bức ảnh Jacky với gương mặt như đang nói lớn tiếng, tay chỉ vào mặt người đàn ông đối diện được chia sẻ rộng rãi. Thời điểm này, phóng viên Tiền Phong liên hệ với quản lý của Mai Anh nhưng người này từ chối trả lời. Ngay sau đó, Mai Anh chia sẻ lại bức ảnh kèm dòng giải thích. Vợ Jacky gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đã để sự việc không hay xảy ra. Cô cho biết vợ chồng cô đỗ xe ở khu vực có biển báo cho phép đỗ xe. Cạnh nơi đỗ xe của cô có bàn ghế của người chủ quán nước. Theo lời Mai Anh miêu tả, đây là lòng đường, không phải vỉa hè. Ngoài ra, vợ Jacky cho biết hai bên có lời qua tiếng lại về việc Mai Anh đỗ xe vào khu vực để bàn ghế của người bán nước. Sau đó, người này đã chụp lại biển số xe của gia đình cô. Theo Mai Anh, đó là hành vi xâm phạm quyền cá nhân nên đã yêu cầu người đàn ông xóa ảnh. Tuy nhiên, người này không xóa. Hai bên xảy ra căng thẳng. Sau đó Mai Anh, Jacky đã rời đi. Cuối cùng, Trương Hoàng Mai Anh hy vọng khán giả nhìn nhận thông tin hai chiều. Ở phía dưới các bài đăng của Mai Anh, Jacky, nhiều khán giả để lại bình luận về sự việc mới xảy ra. Đa số cho rằng việc hơn thua với người lớn tuổi ở nơi công cộng là không nên. Số khác cho rằng vợ chồng Jacky nên giữ bình tĩnh để sự việc không ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân. Hiện người đàn ông bán nước chưa lên tiếng. Jacky tên thật là Trần Anh Quân, sinh năm 1993, vào top 10 Việt Nam Idol 2013. Anh nổi tiếng từ năm 2019 nhờ ca khúc Đừng Như Thói Quen song ca cùng Sarah Lu. Trương Mai Anh xuất thân là người mẫu ảnh. Cô đã góp mặt trong một số MV và phim truyền hình như Tuổi Thanh Xuân, Bánh Đúc Có Xương, Ma Làng 2. Hồi năm 2018, Mai Anh từng vướng vào lùm xùm mắng khách khi người này hỏi mua quần áo của cô. Sau đó, Hot Girl đã phải khóa trang cá nhân, ở ẩn để tránh bị làm phiền. Đầu năm 2022, cả hai đón con trai đầu lòng và về chung một nhà sau thời gian tìm hiểu, hẹn hò.